Ok, New York xin chào cả nhà, đại gia đình, anh chị em và các cháu. Cái này bữa nay là bữa hôm nay là 8 tây. 7 tây. 7 tây, 7 tây tháng 2. Cái này đợt mà tiết xuống thứ nhì nè. Nên kế tiếp cái đợt đầu tháng 2 á. Ừ, nhà nhìn ở nhà nhìn cái này trên đầu mình quay xuống á. Rồi cái này có một màn kiến này để người ta xuống dưới rồi. Đây là một cái hai cái cây đó thành ra bông tuyết luôn. À, cả nhà xem này giống như bông tuyết vậy. Nó xuống rồi giờ đem ôm tới giờ. Nặng hơn chiếc rồi nữa. Quá trời không. Ok để mình xuống dưới. Nhìn đây. Để bầu trời xuống dưới. Rồi dớt xuống dưới nữa. Ở đây ở trên này á. Này trên lầu 2 đi quay xuống rồi. Đây cả nhà xem nè, mấy cái cây thành bông hoa tiết hết trơn rồi. Này vào trời nó rớt ở trên đầu quay xuống á, mới nãy thức dậy rồi sao mà nó làm như buồn ngủ quá, ngủ lại giấc giờ tới 2 giờ chiều luôn. Giờ xuống đang xuống đây trên đầu cái rửa đó, cái rửa sổ nó hai lớp vừa lứa rồi nữa anh nhớ nói vậy. Ok đây mình này, xuống dưới quay chút xíu rồi. Ok bài đi xuống dưới. Bầu trời New York xin chào cả nhà, đại gia đình, anh chị em, chào các cháu. Cái đợt tuyết thứ nhì đây bữa 7 tây đêm sao 6 tây bước vào 7 tây quá lớn nè. Nghe đường đi nè, tuyết nó đường đi với cửa nhà này ở trong. Không có ngoài mà ở trong kiến, ở trong cửa kiến ngoài ra. Đây nè, ngang cửa mấy cái cây hay là gì thành cây tuyết hết trơn rồi, cả nhà xem đó. Nó còn lớn hơn cái đợt trước nữa. Nó còn nhiều hơn cái đợt trước nữa. Nè, xe chú anh này nó lên tới gì này, dày lên hơn tất luôn. Hồi đêm hôm tới giờ. Quá trời luôn vậy đây. Nhìn cả nhà xem nè. Bữa hôm cứ hộp rồi ra là một cây tháng 2 đầu tháng. Rồi tên nó kéo dài tới 2-3 tay ngưng. Ngưng rồi thu dọn chiến trường xong rồi. Cái bây giờ 6 tay làm lại, 6 tay tiếp tới nữa. Bây giờ đài CBS với đài Mỹ á, nhiều đài á, báo cho biết là cái năm nay cái 17 cái tiểu bang của miền Đông Bắc này, từ Chicago rồi Minnesota trở lại 17 tiểu bang này rét đậm, rét mướt đậm, lạnh cái cắt da luôn. Cũng như là mình cái lạnh đó, cái phóng viên nó mặc đồ nó đi đó, nó mặc đồ quá trời, chỉ còn chùa cái lỗ mũi vậy nó nghịch luôn rồi, còn hai mắt ha. Lần có người thì xuống còn thấy sống mũi vậy, nó đi tốt luôn lên trên mình coi á, thì nó lạnh bốt xương, lạnh tới cắt da đó. Nó như là lạnh tới nó làm như là cái cô kia cũng đứng đó, phỏng vấn cổ cũng nói là lạnh như là cái gì mà cắn cái da mặt cổ muốn xé nát vậy đó, lạnh vậy đó, lạnh tới bốt xương vậy đó. Đó là ở mình cây mình còn thấy ha, chứ này đợt này là cây hết thấy luôn nè. Cái nhà thêm nè, cây đóng thành cây tuyết luôn rồi đó. Cái này là trong lần trong kiến đó nha. Nó chưa ra, nó lạnh quá biết ra. Thì nè, hồi đó theo tôi anh nha, còn thấy rồi ha. Rồi. Thấy tôi anh, thấy bây giờ cả nhà thấy không? Dày lên hơn một, mới đêm hôm mà. Hồi xa hồi kia, khuya nha, cháu nó về còn chạy về tới nhà đó mà. Đi chơi về rồi hôm. Đó, ở 8 giờ về, chạy tới đây rồi. Đó, mà nè. Cái cây mình ở bên ngoài đó là nó đóng hết trơn rồi, không còn thấy nữa. Hồi đó mình trồng rau húng lưỡi rồi đó. Rau húng lưỡi mình ăn đó, rau húng thơm, húng giống đó. Mới 8 giờ em hôm mình cháu nó về mà cái xe gì đóng lên tất rồi nè, nó ở nhà xem á. Quá trời luôn. Mở cửa ra chút xíu thôi. Lấy cái tay rồi ra ngoài chút xíu rồi. Ở nhà xem à. Đi lấy tay rồi ra ngoài. Ra ngoài thôi chứ không có ra tới ngoài nữa.
này xem ha. Nhớ tay ra nhầm thấy gì thôi đó, chứ không có quay đi xa được nữa đó. Bị lạnh quá. Mấy xe Dũng rồi mấy chiếc cao lên hai tấc cái dây, dậy lên trên hai tấc cái dây. Mấy nhà xem đó. Đây cái cây phết của mình đó, nó vậy đó, là hai bên cái bà ngang cửa nhà hai bông trắng tươi luôn, hai cây nó thành bông tuyết luôn, trắng xóa luôn. Xuống vậy đó cả nhà, cái nhà gần chút xíu à. Nè. Nè bông tuyết luôn cả nhà. Này là cái kế đầu tháng 2 này, đợt này đợt thứ nhì nè, có hỏm màu một tay, bây giờ 6 tay. Tối 6 tay á, đêm á. Cũng như là 8 giờ cháu nó chạy còn chạy về tới đây được nữa. À, đóng mấy cái xe vậy á. Đêm 6 tay bằng đêm á. Sáng 7 tay, giờ giá cũng hơi trưa rồi. Tới 2 giờ mình ngủ rồi, tới 11 giờ cái thức dậy xong rồi mình ngủ quá. Nói sao tự nhiên ngủ vụt quá. Khi nằm xuống nữa là cái điện thoại vô lên là 2 giờ khi có người gọi vậy. Thì bác sĩ bác gọi mình ấy, bữa thứ ba này trắng là bữa chính tay như bắn tia laser gì đó. Nó ta gọi bác trước cho mình 2 giờ mình chuẩn bị. Giật mình nó chịu đến nơi còn ngủ nữa. Nè, nhà xem nha, mà trời nó gió ở trong nhà không có ra ngoài được, lấy cái tay gối rồi. Xe Tú Anh nè, dậy lên hai tấc rồi nè, hơn hai tấc hơn gan tay nữa. Nó cả nhà xem đó, mới đêm hôm mà lúc 8 giờ cháu nó về đi chơi, thứ bảy rồi về. Dậy lên bây giờ dậy cỡ 5 tấc rồi đó, nhà Tú Anh vậy nè, giờ tuyết là dậy lên 5 tấc rồi đó. Giờ cửa mình nè, mấy cửa nè, mấy cửa nè, cầu thang nè, ra nè. Ở nhà cho em cầu thang bằng tiết này, cầu thang tiết luôn. Lấy tay gối ra nè, ở nhà coi gió coi nha ha, gió tới đâu thầy tới đó nha, mưa ướt cái bái kìa, này nặng hơn với trước, khủng khiếp hơn với trước nè. Nó xuống như là bông gòn vậy đó. Mà nhờ ngày bữa nay nó ít gió, không bỏ hổm nó hù quá. Nó chỉ xuống nhiều thôi chứ còn dông thì chưa có dông. Nghe vậy đó, mà rồi trời nó gớm mới thò cái tay ra ngoài được nè. Dông gió là phải không ra không có thò cái tay được, gió nó bật quá. Đây nè, ngang nhà mình hai cái cây đó thành hai cây bông tuyết luôn. Ngoài nó trắng xóa à, tại cái máy này sao nè. Lạnh quá, đưa cái tay lạnh nó uống hết trơn. Quay cho cả nhà xem này, cái hồng, cái tú cả cậu gì, cái phít, cây gì tiêu chơi này, chuỗi hết trơn này, thành cái bông rồi nè, giống như tại bên dưới đại dương dưới sông này. Này hai chiếc xe giống nè, dày lên trên hai tấc luôn. Tú Anh cũng vậy luôn nè, xe Tú Anh cũng vậy nè. Nhà xem nè,
này kia bằng trời tuyết khủng khiếp luôn. Mà điều nó không có gió như bữa hổm nó chưa. Nó mới từ đây nó chịu không biết sao. Cái hiện tại thì chưa có gió, nó chỉ xuống thôi. Nó xuống nhiều dữ lắm. Đó. Vậy nên mình bấm cái này lại khách. Cho nó xa. Là xuống thấy, có nhà thấy đó, xuống. Nó xuống sờ, bay như bông gòn vậy đó. Bông gòn sao nó vậy đó, bay xuống. Cái này là đầu tháng 2 này đợt thứ nhì đó. Đợt thứ nhất là một tay. Làm tới ba tay rồi cái ngưng lại cái thu dọn chiến trường nha. Đó, thì rồi chiến trường là hết trơn. Cũng như là bơ rồi quơ qua bên, cũng như là xúc tiết từ này nọ kia hết. Rồi tới 4 5 tay đã đỡ rồi đây, 6 tay này bị lại nè. Nhưng mà tài báo rồi 17 tiểu bang miền Đông Bắc này bị hết. Nặng nhất là Chicago quá rồi Minnesota. Rồi đi đi đâu gì để mà ông coi nó quá trời. Cả nhà, đại gia đình, anh chị em và các cháu nha, đã ủng hộ bầu trời New York trong thời gian qua, luôn đồng hành nha. Đăng ký cảm ơn gần 500 người đã ủng hộ đăng ký bầu trời New York. Anh thật cảm ơn nhiều. Nếu cả nhà có ủng hộ rồi thì để vậy luôn đi, dùm ơn giúp cho bầu trời New York nha. Đừng mà duy trì thêm tiếp tục những người, những cái quý vị ân nhân mới nữa, và gần 500 vị ân nhân rồi. Giữ đó để mà cho bầu trời New York tiến thêm, thấy có bằng đạp để tiến lên thêm, như những cái ân nhân khác nữa, thêm 500 người nữa là bầu trời New York đạt được cái dòng YouTube á, nó quy định á, nào mà rồi bầu trời New York live stream á, này nói chuyện trực tiếp với cả nhà, nào mà vui á, là mình làm bà tám thứ hai, tới bà tám luôn, nè cái cầu thang gì nè, nói chuyện rồi mình tin tức rồi nói chuyện rồi cả nhà hỏi mình cái gì thì trời New York trả lời cái này biết cái xứ Mỹ này làm sao thì nói hết cho cả nhà nghe, có hỏi mới biết, cũng như là biết cái ở đâu để trả lời, bởi vì nhiều quá. Mỹ nó ở gần tháng 3 này, 23 tháng 3 này là 28 năm đúng rồi, qua đây nè là 28 năm đó. Thằng bé 3 tuổi giờ 31 rồi, gần 31 rồi, bây giờ 30, nó đúng một đúng ngày 3 tháng 3 của nó, cháu nó sanh 3 tháng 3 đúng ngày đó Thái Bình Dương nó mới chịu 31 31 tuổi rồi, đứa 3 tuổi mà giờ 31 rồi đó cả nhà. Rất cảm ơn nhiều nha. Những người nào mà xem thấy ở trời New York cũng có lòng, mà hết lòng để mà phục vụ trong khả năng của mình, mưa tiết gì cũng bán gán. Bây giờ trời New York bước ra nè, mới bước ra rất kỳ nè. Nhưng mà là ấy cái cửa ra, đừng quay phía này chút xíu cho cả nhà xem, lạnh quá. Nhưng mà cũng phải gán xíu nào, 2-3 phút ấy. Chưa đăng ký thì dùm đăng ký nha. Còn đăng ký rồi thì like, cũng như có tay cái lên. Còn chưa đăng ký thì subscribe dùm, đăng ký dùm cho bầu trời New York. Cảm ơn rất là nhiều. Này dùm sao mà đăng ký, hay coi được không? Tiếc quá trời, bước đại qua đây. Wow. Bây giờ xem nè. Mình bước ra ngoài nè, phía sau nè, không có mặc đồ lạnh nữa, thì sợ nó chút xíu ra không sao nè. Nó gió ở phía sau một chút thôi nha nè. Cảm ơn nhiều, thôi mình vô, gió tới mình vô, bị gió rồi nè. Thấy không, đi mình đóng chị để lấy tiết gần chút. Ở nhà xem nè, nó xuống nè. Với cào nó có máy nó hút nó, nhà này cũng có máy dũng nó hút hổm nó hút rồi cái đấm ra cứng quá, phải lấy cái này cái cây xẻn đó, cái cây giá đó, sắn cái giá dày lắm á, sắn mới nổ nó. Đây nè, cái nhà xem nè, nó xuống vậy đó. Ta mình vô lạnh quá rồi, gió tới rồi, nãy mới khen nè, bữa nay có gió vậy đó, tới mưa bão mà vậy nó gác một chút xíu à. Ok, cảm ơn nhiều nha. Đây là lời kêu đặt bà
đợt mưa tiết thứ nhì của đầu của đầu tháng 2, bà hổm thì một tay tới ba tay, rồi bây giờ là 6 tay, giờ bước qua 7 tay, 6 tay gần đêm. Này, cái cầu thang giờ nãy có ngắn ngắn giờ muốn không hết cứng. Cái nhà xem chúc năm mới, chúc hè năm mới xuân tân sửu, cả nhà đại gia đình anh chị em và các cháu phước độc đầy nhà, vạn sự đều may mắn hết, vạn sự bình an, vạn sự cát tường, gia đình hạnh phúc. Em ơi, mình đang phát ra mà năm tập, một tập tập nhất rồi mà chia sẻ cách gói bánh tét làm nhân này nọ đâu đồ mình lớn lớn không à, bị cái lá bự cái mình làm luôn chứ không không có bị không phải gói bán, gói bán thì mà gói nhỏ nhỏ được, này gói ăn rồi thôi kệ, lá nhiều làm nhiều vậy ha. Ok, cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Ok, cái nhà vậy thì để sơ sơ cái nhà này. Gió tới rồi đó. Nè, gió tới rồi đó cả nhà. Hồi nãy khen nó không có gió, giờ gió rồi nè. Nè cả nhà xem gió nè. Gió tới rồi đó. Vậy mình vô ha. Vậy mình vô nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không tiếc vậy đó. Vậy đây mình vô để lát con nó là tại vì mình đâu có mặc đồ lạnh á. Chá nó sợ mình bị cảm, nó thấy nó la chết. Nó sợ quỳ mẹ bệnh á. Ở nhà. Cảm ơn nhiều. Vô mà còn tiếc nữa nè, gia tính cho cả nhà xem thêm nữa, quá đẹp, cảnh quá đẹp luôn, giống như là hồi đó mình ở Việt Nam mình coi đi bằng Đông Kinh, Đông Kinh Tiếp Phủ ba, Đông Kinh là ở Tokyo hồi xưa đi bằng Đông Kinh, cả nhà xem nè, gần chút xíu rồi, quá trời đẹp luôn. Vậy ha, thôi xin mến chào nha, cảm ơn cả nhà, đại gia đình anh chị em và các cháu nha, ủng hộ một giờ nơi góp trong thời gian qua. Trước thời năm mới chúc cả nhà, đại gia đình anh chị em và các cháu dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, vạn sự cát tường, vạn sự bình an, gia đình hạnh phúc, làm việc gì cũng thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ nha. Ok vậy ha. Vì những nào mà chưa subscribe đó thì thấy bà trời New York cũng có kêu bằng nhiệt tâm để mà quay những cái thước phim đó, mặc dù chưa sang Mỹ nhưng mà cũng như sang Mỹ đi thấy trước đi đó, nẻ gì nè. Ok bye nha, bye cái này bye ạ. Không sao không nắm lại. Bà trời New York xin chào cả nhà, đại gia đình anh chị em và các cháu nè, ở phía sau nhà mình đó nè, tiết lên tới gì nè, cái này đợt nhì nha, cái đầu tháng 2 này đợt nhì đó, nãy đầu về New York đó, về xin lặp lại hồi tháng đầu 1 tây tháng 2 á là bão tuyết đó hen, là nó cái tới 3 tây hết rồi, dọn thu dọn chiến trường, người thu dọn đủ thứ hết trơn, cào xuống nhau thính thủ rồi dân đồ cào quan bên hết, xe cộ thông phương được ngày rồi 4 tây bước qua 5 tây thì 6 tay á bằng ngày còn đi được, tới chừng tối lại á 6 tay tối lại đó bằng đêm đó, Tú Anh đi chơi về đó, đi lái xe đi chơi về còn được nữa, mà tới nay sáng nay á thì lúc 2 giờ mà bầu trời nó rớt ra, thức là 11 giờ nhưng mà tại không biết sao mà ra rồi để cho buồn ngủ quá, cái ngủ lại giấc cái tay
tới điện thoại gieo lên báo cho hay, nói ừ bữa chín đây này đi bắn tia đi giờ mắt ở đằng bác sĩ báo cho hay á, nói báo trước cho hay 2 ngày á, nói cần nhớ cái ngày đó là mình đi thế ra được làm sao này. Cả nhà xem mình không có ra được cái sao, để ngồi bay cho cả nhà xem cái cây này là còn cây tiết hết trơn nè. Này phía trên nó ra mình nè, nó lên dày lên vậy đó cả nhà, cái chỗ chơi bóng gỗ vậy nè, lưới của nó nè bắt tới trên cả nhà xem. Quá trời nó bò không đi nè, để cái giò bò bước xuống nó sâu lên nó biết bao nhiêu tấc. Cả nhà xem nha. Ok, phía này phía sau mình nè. Mình gói cái tay ra thôi chứ không tới đâu được hết trơn. Nãy giờ Dũng nó phải quay trước nó là nó ấm hơi lạnh. Lạnh lắm thôi chịu không nổi á. Cái này lên với cả 8 tấc rồi đó, cái phía sau này nè. Cái nhà cái ga mình bự sẽ khả em cái nhà nè. Bằng cái nhà được nữa, cái này phân nửa này nè, nó cũng bự vậy đó, nó nằm phía bên đây là mình trồng, mình để nó nặng mà cái sân chơi đó. Ta kêu ông bác gia đó, rồi có khách đu cho mấy cháu, ông gầy nó về bển rồi còn mát thôi, thế cái mùa hè rồi mới còn cháu ngoại này, rồi có khi cháu nội qua hoài mới về hôm qua nè, hôm qua cậu nó không có nhà mát thì đi bên ba nó chơi, bên nội chơi thành ra không ai ở nhà. Nó buồn thượng chắc thì lớn biết gọi điện thoại kêu ba má nó rước về nhà ông xã lên ấy, má cô nó gọi ba má nó kêu ba má nó rước về 2-3 lần này, tại bên đây không ai chơi với nó. Mát đi thăm bà nội rồi, nó qua đây ba nó chở đi thăm bà nội rồi. Ok vậy ha. Ok, cảm ơn cả nhà, đại gia đình, anh chị em và các cháu nha, thời gian qua đã ủng hộ bầu trời New York. Ừ. Thí dụ như người nào mà chưa có đăng ký thì dùm đăng ký dùm bầu trời New York, cái cảm ơn. Này mình không có quay ra phía sau bắt ra được tại vì lạnh quá vậy ha cả nhà ha. Chúc cả nhà, đại gia đình, anh chị em và các cháu được ngày mới tươi đẹp nè, gia đình hạnh phúc nè, trước thềm năm mới nè, tân xuân tân sửu nè, phước lộc đầy nhà, vạn sự bình an, vạn sự cát tường, gia đình hạnh phúc đó, gặp nhiều may mắn, làm việc gì cũng thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ hết trơn, hỗ trợ. Ok, đây là cái cây bóng gỗ. Cảm ơn nhiều ha, vậy bay đi, chỗ này cũng tâm neo được. Ok, bye, mình không dám ra ngoài, lạnh quá. Nào có bóng gỗ này kêu banh nó ra mà hôi á, thấy banh nó bóng bóng gỗ nhà mình nữa nè, nó ra mà có cái lầu, nó có cái lầu ở trên á, nó từ cửa lên là cái lầu ở kia kia, bạn ấy cho mướn 500 bà bạn để tôi nói thôi, nhà trong nhà còn dư phòng. Hôm đó tôi có Dũng có hỏi nó ấm với có hồi đây để hỏi ấm với tôi anh làm sao có cho theo phòng không, rồi cái mình tính nói rồi cái dọn tới anh nói trước rồi thôi mình không nói, cái anh nói thôi ở tự do quen rồi đừng cái thêm người vô mắc cao mệt như là không quen á. Rồi thôi để chống ba phòng đó luôn, không thôi ba phòng nó cho mướn hai mấy thôi nha, nhà phòng 800 ta vẫn mướn á, vì hồng phong á mướn phòng nhỏ hơn ngoài 80 rồi. Cảm ơn nhiều nha, tại vì ta xe phòng người ta khỏi lo điện nước vậy cho mình bao hết á. Ok à, bye. Ai lo ăn đi à, đang ăn chưa Dũng ơi, lấy cái máy rồi cào tiếp mà không hay giờ cào giờ xúc qua cầu thang xúc tiếp này. Nãy lấy cái máy thổi rồi mà quên đi, không quên không hay. Ra đang quay cái thổi. Giờ phải cào, bây giờ nó sắp sọp hả? Không cào nữa nó thành đá lại khổ. Cùng với quý vị đi
phải lấy đồ sắn nó giống như hổ. Để mình đứng ở trong cửa kiến nha cả nhà. Thấy quốc dũng hay vào, đồ nghiệp ở nhà mình nên nó chịu xào. Nặng nhọc gì rồi nên con nó, tội nghiệp cháu nó. Ok, đi đi. Nãy nó đem cái máy lại nó hút mà trên nó trên. Hút cái đường đi thôi, ở đây mình khỏe cái là mình chỉ hút đường đi thôi, ngoài lộ thì mấy lộ của chính phủ rồi. Thành ra mình không có chịu trách nhiệm, mà dân ở đây thì không có đi bộ đâu, họ có xe hết trơn. Dân nhà giàu nó không có xe hết. Không có đi bộ. Mình chỉ cái đường này ra nè, mình lấy xe Thú Anh đầu ra hay đi mình đi ra thôi. Thú Anh đi rước hay đi đi ra lên bà nội, qua bà nội thằng mát rồi, đi rước mát rồi. Đi rước con rồi. Hôm ba gọi rước đi. Chở đi thăm bà nội nó chơi rồi. Mà đi đẳng về thăm luôn. Rồi sống nhau rước con về. Dũng nè, tụi nên nè, nói là nhà nặng nhập thì của nên cháu nó nghiệp. Hồi xưa Quốc Vinh còn ở đây, Vinh đánh giá, giờ Vinh đi rồi. Nó nghe là lúc còn ở nhà này thì Dũng làm nhiều rồi. Rồi còn nhà ở Bác Phật thì Vinh, cái 48 là Vinh nhiều. Nó nè, nó cào phụ thêm nữa đó. Ha, nó hút. Nó hút lại, nó cào sơ, nó hút lại thêm nữa. Nãy giờ nó hút biết đâu mà mình không hay. Nó xuống nó mấy tấc rồi cả nhà thấy không? Nó hút vậy đó. Nó thổi rồi nhỉ. Cái nhà xem vậy mà nó cứ cứng ngắc ở dưới đó thấy không? Nó có dây điện. Nãy giờ cào không biết lâu rồi mà bao giờ vô không hay. Cháu nó sốt của da mặt, bây giờ còn phía dưới cà nữa, cán cà để nó đóng đá nữa, đóng đá còn lấy cái dầu sắn nè, mệt thêm nữa đó, thổi gì đó. Ở nhà xem đây, đứng cây cận nè, thổi gì đó, nó thổi gì đó. Đó, nó vậy mà nó còn cứng nữa, thấy không? Cả nhà thấy không, nó cứng vậy đó. Nhắc luôn. Nãy giờ lâu lắm rồi, nó tiếng ngồi mình nấu hay. À, chó ở đâu lại nữa. Lặng muốn chết rồi đi vậy đó. Hồ Vũ nó đi chạy đi. Lạnh quá trời. Gió của bà đó là bà hàng xóm à. Gió của bà hàng xóm à. Nó lại là cây bông tuyết nha nè. Bông tuyết à. Giờ mà không cạo hả, ngày mai là nó đặt cứng luôn á. Khi nào xuống mà cạo nữa. Giờ nó còn xốp à. Vô bông gòn vậy á. Bông tuyết nè. Nó ở nhà xem bông tuyết nè. Nó mấy cây nó vậy đó. Đẹp không? Nó cây trước cửa nhà mình nè. Đó, bông tuyết vậy đó. Cây này cây phít, cây đào á, cây đào tiên đó. Cái thùng rác mấy ai lấy ra ngoài đó, tới đó rồi bỏ ra. Tối nay chắc không bỏ rác nè. Chủ nhật này, thứ năm đi chủ nhật. Tối thứ tư thì đem ra. Tối chủ nhật đem ra thứ hai hồi đổ. Súc này cao gần cả 6 tấc rồi nghe, đó nhầm thấy không? Hơn nữa là lên tới mức lưng vườn Dũng rồi đó. Lưng vườn là 9 tấc rồi, 9 mấy rồi. Đã 8, 9 tấc rồi đó.
tám dính đất tới đây nha. Con ở đây. Kìa quá kìa. Nhà đây. Đi ra khung này thấy rồi. Cái game kia không có gọi ra ngoài không thấy được. Thở tiếp. Thở vậy ra đây nè, nó bay vậy đó. Đây là cào. Đang sao cào rồi. Nó sẽ dây điện rồi. Như bông mai tuyết. Nhiều quá. Cây bông tuyết. Này giống nó ra sao cào rồi. Okay. Quá trời. Ok vậy ha. Bây giờ New York xin chúc cả nhà về trước rồi thèm năm mới. Cảm ơn trước thì cảm ơn cả nhà đại gia đình. Anh chị em các cháu. Gần 500 người ủng hộ mình này, bây giờ gần thêm 500 nữa. Trên 500 nữa đang mà đủ 1000 sub. Đang mà live stream. Nói chuyện với cả nhà. Để vô dòng YouTube. Quy định đấy. Cảm ơn cả nhà. Đại gia đình, anh chị em và các cháu. Bà trời New York. Xin chân thành cảm ơn là sâu sắc. Tấm chân tình quý vị đã dành cho bầu trời New York ủng hộ. Trước thềm năm mới xuân Tân Sửu, Tân Sửu chúc cả nhà đại gia đình phước là phước lộc tràn nhà, gia đình hạnh phúc vạn sự như ý, vạn sự an bình, vạn sự bình an hết. Dũng vô rồi, tại vì nghỉ rồi, vô rồi. Ok bye. Bầu trời New York xin chào. Đây là mình đi tắm á, ở trong phòng tắm này các bạn thấy cái cảnh cũng đẹp quá. Ngày cửa sổ tối rồi, 5 giờ rồi, cỡ gần 5 giờ chiều rồi. Nói ăn xong rồi cái lên nghỉ khỏe rồi chút rồi đi tắm. Cái nhìn thấy cửa sổ này nè, dở lên thấy đẹp quá, giống Đà Lạt quá. Cái mới quay trong phạm vi cửa sổ thôi nha cả nhà, tại vì không có ra ngoài trên lầu 2. Cái quay được tới đâu hay tới đó. Bấm nhận được không? Này có lưới. Lưới đã có lưới ruồi ở đây, cũng không có ruồi mũi vậy. Tôi sợ ruồi mũi ở đây Mỹ. Cửa sổ cửa đồ cũng làm lưới ruồi, coi lớn thì mình phải mua on. Lưới ruồi nè. Mấy cửa sổ này phải có. Với ở dân Mỹ là lực của chung cũng như nhà hay là gì, 3 tầng là phải có cái cầu thang để mà cứu cấp ở ngoài, ở phía ngoài á. Cứu quả cứ nguy cấp được, nếu không có là bị phạt. Còn thang máy thì trên 4 tầng thì phải có thang máy chung cư, không có là bị phạt. Bây giờ nhà đất xuống coi hoài đó. Còn nhà ở thì phải có lưới ruồi. Ok vậy ha, vậy mình quay chút xíu cho cả nhà xem nha. Đó, cả nhà xem à. Okay. Thấy cảnh cũng đẹp quá, này hoàng hôn rồi. Hoàng hôn rồi. Ra mình Dũng đang dưới nghe điện thoại chạy lên nè.
mình ở lầu 2 nè. Cái này gần dư 2, cái này gần dư 2 phòng ngủ. Dạ, sắp rồi. Ok. Cái này cuối tuần nè. Bạn giống với giao dịch nó gọi lại. Nó đang cào tiết, cháu nó đang cào tiết ở dưới nghe điện thoại chạy lên. Nó thấy hoàn cảnh này giống là lạ quá cả nhà. Lúc mình mới lỡ gì mình nhìn thấy cái trong phòng này nè, trộm xuống thì nó giống Đà Lạt quá trời. Còn thêm cái phòng kia cái sổ bự lắm, để mà mình vô cho mình coi. Bỏ giống cái phòng đó với cái phòng ngủ này, ngủ có 2 phòng, 4 phòng ngủ 2. Còn dưới xa 2 phòng nữa, ngủ có 1 à. Hình như dưới 3 phòng là chỗ đó. Tụi anh ấy ngủ phòng lớn dưới đó. Còn cái phòng vừa vừa thì cũng trung bình 10 feet, 3 thước mấy, 3, cả 4 thước vuông. Phòng ngủ 3 thước rưỡi cho 4 thước vuông. Okay. Có phòng tủ áo đàng hoàng hết trơn á, lực Mỹ nó vậy đó. Còn studio thì không có tủ áo, ta lấy cái studio đó anh ta, ta mua tủ áo rồi, còn này có hết rồi. Ok, vậy ha, ok, cảm ơn nhiều. Vậy mình xin nhớ lại nha, tại thấy cảnh đẹp quá, quay chút cho cả nhà xem cho nó giải trí khỏi bị chết á. Cái này là cái gara của mình nha, đó, cái nhà đây là cái gara nè. Mình quay khúc trên, quay khúc dưới, rồi nằm ở dưới rồi khuất cái nhà này rồi. Bị phía sau này nè, nó có một cái trái gai tuốt thì sao luôn. Ok, nó cái bát già mà nhảy sao. Ở dưới cũng rộng lắm, tại vì bên trên này mình chụp xuống á. Đó xung quanh cái gì bên kia là cái đường lỗ khác rồi. Phía bên sau này nè, thầy giải nhà. Hai cái đầu bí lợi đó, nhà thấy đó, phía bên này. Đó, cái sheet khác rồi mình đi. Valentine sheet. Trời ơi, năm nay ăn Tết mùng 2, mùng 3 vậy cũng là Valentine. Mùng 4 là lễ tổng thống rồi, thành ra các cháu ở nhà lại là lâu hơn. Nó trọn vẹn á. Ok, cảm ơn nhiều.